Hi xin chào mọi người và tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái tab uh, hộp màu chức năng preset của panel tmx uh, trước khi đến với cái hộp màu đấy thì mình sẽ nói một chút về cái cách khi mà chúng ta blend màu ở trên camera này chúng ta sẽ cần phải lưu ý những cái điểm gì nhé ví dụ đây là một cái bộ hình chẳng hạn thì uh, khi mà các bạn ăn một cái màu nào đấy ở trên cái bộ màu full mà mình uh, có đính kèm ở trên cái uh, cái, uh, cái, uh, cái phần cái phần quà tặng ấy. thì uh, các bạn để ý cho mình nhé ví dụ như đây là một cái màu À, mình lấy cái màu cực trong này nhá cái màu này anh em dùng màu này khá là đẹp này và để mà làm phóng sự cưới thì anh em dùng màu này rất là đẹp ấy nó sẽ rất là tách và rất là sạch chúng ta cần phải lưu ý một vài điểm thôi đó là các bạn để ý cái phần detail theo này đó, các bạn tăng phần noi lên để cho cái phần chi tiết nó không có bị khô quá đó và cái phần đi theo nó bị to quá này để trung bình nó để khoảng 20 thôi à, và các bạn lưu ý cho mình này cái phần sao uh, shadow này của nó này hơi bị sao đâu hơi sáng này thì chúng ta giảm sao đâu xuống nhé. đấy chúng ta tối ưu lại cái vùng sao đâu để cho cái file của chúng ta nhìn nó mềm hơn, nó không đỡ bị khô này. đó, cái phần lưu ý lớn nhất của chúng ta ở đây đó chính là cái phần highlight và cái phần white này. thì khi mà các bạn sử sử dụng ấy, các bạn áp những cái preset bất kỳ những cái preset nào đấy để mà sử dụng được cái bộ màu cho nó được đẹp nhất ấy thì các bạn lưu ý rằng cái phần hai và cái phần nào, cái phần white và cái phần highlight chúng ta không nên để cho nó bị dư sáng nhé. Bởi vì khi mà chúng ta để dư sáng nó sẽ xảy ra hai cái trường trường hợp như này. Một đấy là cái da nó không có khối, nó sẽ bị lóa cái da. Bình thường khi mà các bạn kéo là cái da chúng ta nếu như mà chúng ta kéo lên tầm như này, highlight được lên như tầm như này và chúng ta kéo wide lên như này thì cái ảnh của chúng ta, nước ảnh của chúng ta sẽ rất là trong. Đó, nhưng mà khi mà dẫn, đi ra ngoài chúng ta rệt tốt ấy, thì nó sẽ cái da của chúng ta nó sẽ bị lóa lên. Đó, cái file này thì ánh sáng khá là chuẩn nhưng mà đối với những cái file khác ấy, thì hầu như ảnh của chúng ta làm hoặc là up preset ấy, nó gặp một cái lối rất là cơ bản đó là cái vùng highlight lúc nào nó cũng sẽ bị sáng hơn thế nên đâm ra là các bạn phải lưu ý rằng là mình sẽ phải căn chỉnh nó xuống này nó để cho cái da nhìn nó có khối này đó và cái nhược điểm của nó là khi giảm xuống như này thì nó sẽ bị nó sẽ file của chúng ta nó sẽ bị bị xịn hơn nó cũng còn trong nó không có độ trong độ tươi nhưng không sao cả cái đấy chúng ta sẽ fix ở trên ở trên phần hộp màu đó Ví dụ như cái tấm hình này sau khi mình blend xong nhá, mình sẽ blend vài tấm thôi. Để cho các bạn thấy được một vài cái phần khi mà chúng ta ứng dụng vào. Đó, ví dụ như này, chẳng hạn này, khá là xanh thì cộng lên nhá. Cộng cho nó vàng lên xíu này. Cộng xa đâu lên. Đó. Cộng nét lên một tí nhá. Đó. File này cũng như thế này, chúng ta sẽ cộng nét lên một tí này, file hơi file này cũng như thế mình sẽ kéo lên cho file mềm mà mình để ý cái khối da nhé mọi người để ý cái khối da mặt nhé rồi ok và những cái file hình này bây giờ mình sẽ đưa vào trong photoshop nhé rồi và mình sẽ sử dụng cái hộp màu để uh, cho mọi người xem qua cái uh, những cái chức năng của cái bộ hộ, hộp màu OK. Ví dụ như bây giờ cái bộ, cái bộ hình này chẳng hạn này, à, mình sẽ lấy một cái ví dụ như một cái uh, uh, góc này đi. Đó. Thì uh, đầu tiên là chúng ta vẫn cắt cúp, chúng ta vẫn thể tớt ra nhé. Các bạn nhớ nhé, cái quy trình của mình khi mà làm ảnh, ấy, đó là chúng ta phải làm cho ảnh nó uh, được uh, cái khối ra nó phải đẹp này, nó phải căng, nó phải căng và nó phải đẹp và cái hậu kỳ của chúng ta uh, thì nó phải rất là OK. Thì khi mà chúng ta áp màu lên nó mới đẹp được, nó mới OK được mọi người nhé. Ví dụ như ảnh này bây giờ mình sẽ cắt cúp này. Đó. Ừ, mình sẽ kéo người và mình sẽ để kéo phần này và mình sẽ hết tất ra luôn nhá. Đó, mình sẽ ret ra luôn này. ra khá là đẹp rồi. Thì uh, mình sẽ chạy ở... Đây, mình sẽ chạy ở cái phần uh, miệng da AI này. Đó. đó mình chạy cái mịn ra y để cho các bạn xem cái khối da này. Đó da nó sẽ rất là sạch và rất là mịn này mọi người. Đấy. Và bây giờ là mình chỉ việc mình dùng brush này. Đó, các bạn nhớ để mặt nạ đen nhá và mình chọn ở mặt nạ này. Và mình sẽ tẩy cái phần ở trên cái vùng khuôn mặt này, ở trên mũi này để chúng ta lấy lại khối cái đoạn này. Và các bạn lưu ý rằng là ở trên quần áo các bạn cũng bôi nhá, bởi vì là quần áo nó cũng ăn vào đấy. Nên đâm ra là quần áo chúng ta không phải bôi đi. Đó. và những cái vùng nền ở dưới này nó giống với da người này các bạn cũng bôi đi nhé đó nhá sau khi chúng ta đã để tớt xong chúng ta làm xong da rồi thì bây giờ mình sẽ add màu nhé phần này mình kéo ra tí này bị lối mất bây giờ mình sẽ add màu à, mình sẽ chọn một cái ví dụ như mình lấy cái màu Hàn Quốc chẳng hạn này đó, sẽ chọn màu Hàn Quốc nó nó sẽ ra được cái màu rất là đẹp này đây trước và sau này đấy thì cho các bạn hiểu được là cái hay của của khi mà chúng ta kéo màu ấy đó là khi mà chúng ta add màu ấy là chúng ta sẽ phải để cho cái vùng ánh sáng trắng nó không có bị nó không có bị sáng nó không căng để khi mà mình add cái bộ màu này nó mới lên được cái tông. Nó ra ra rẻ các kiểu thì nó vẫn còn khối rất là chi tiết và rất là chắc ra Khi mình add xong thì mình có thể cộng nét lên này, cộng nét tận đây này. Đó thì ảnh của mình sẽ rất là nét căng. Và chúng ta sẽ thêm typo vào. Đây ví dụ như mình sẽ lấy cái typo đây này, wedding này đó ví dụ như lấy cái lá chẳng hạn này, lá này không hợp bởi vì là nó màu trắng bây giờ. Đó. đây, mình cái chữ này thì nó sẽ hợp với cái chữ nền nền đen hơn. nên mình sẽ lấy một cái chữ màu khác, à, ví dụ như chữ này chẳng hạn này, đó. Các bạn sẽ đổi màu chú nhé Ở đây Ctrl U xong mình sẽ kéo cho nó hơi màu xám xuống Đó, Ví dụ như này chẳng hạn này Đó thì là mình đã xử lý xong cái file Một cái ảnh màu, một cái màu sắc này Nó sẽ rất là đơn giản khi mà chúng ta áp dụng này Đó Và nó sẽ ra được cái tông màu rất là ok à, Đấy là về một cái màu Hàn Quốc Còn cái màu trong trẻo nữa Thì bình thường là mình áp file thì mình áp màu trong trẻo nó cũng rất là đẹp nó sẽ ra được một cái tông màu kem rất là đẹp và cái váy với lại cái trang phục cái da nó sẽ rất là ok đó, và nó sẽ rất là sạch và hầu như da của chúng ta làm rất là đẹp mọi người nhé. Các bạn muốn da bóng đẹp hơn thì các bạn sẽ sử dụng cái thêm cái phần uh, frequency. Mà cái phần này mình đã nói rất là chi tiết ở trong những cái video trước rồi. Đó để chúng ta có thể đánh được cái khối làm cho cái da nhìn nó bóng, như nó êm hơn. Đó, đấy chính là khi mà chúng ta sử dụng uh, cái uh, preset khi mà chúng ta kéo thì các bạn phải biết cách uh, kéo nhé Các bạn phải biết cách hám cái highlight xuống cái mục đích khi mà các bạn kéo là chúng ta phải biết uh, hám highlight xuống mình chỉ muốn nói với các bạn cái điều đấy thôi còn uh, tiếp theo ví dụ như uh, một cái bộ hình uh, một cái bộ hình mà có sắn ấy một cái bộ hình có sắn mà mình đã có review ở trong cái video tổng này, thì mình cũng sẽ bật lại uh, để nói một chút cho các bạn xem về cái phần này đây ví dụ như là đây là một cái bộ hình đây ví dụ như đây là cái bộ hình này thì các bạn sẽ để ý rằng là khi mà chúng ta làm uh, khi mà chúng ta làm cái ảnh của chúng ta ấy, nó sẽ nó đã ok rồi nó đã photo photoshop đã làm ok đẹp rồi nhưng mà nó vẫn chưa thực sự nó vẫn chưa thực sự ra được cái gọi là căng được ánh sáng và căng được màu sắc nhìn nó vẫn chưa thực sự bắt mắt đấy. Đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái hộp công cụ này. Thế nên cái hộp công cụ này là chúng ta sẽ sử dụng sau khi chúng ta đã blend màu ở trên camera đã rề tốt đó và chúng ta sẽ áp dụng chúng ta sẽ xử lý frame thêm ở trên này để làm cho cái màu sắc với lại ánh sáng nó được căng và nó được sạch hơn. Ở trên uh, những cái thông số này thì mình đã uh, fix, đó, mình đã fix uh, về cái shadow và cái highlight và cái độ bão hòa nó rất là êm rồi. Ví dụ giả sử như cái ảnh này chẳng hạn mình chạy màu Hàn Quốc. Đó, mình chạy màu Hàn Quốc này thì nó sẽ làm cho cái chủ thể của cái bức ảnh này và làm cho cái vùng highlight và cái vùng shadow, cái báo hòa nó rất là êm, rất là sạch này. Đó, nó làm cho cái tấm hình của chúng ta nhìn nó sẽ có cái chiều sâu hơn, nó có cái gọi là khi mà nhìn vào ảnh ấy, nhìn chủ thể được nổi bật hơn Nhìn sẽ rất là đẹp, rất là sạch, rất là ok Đó, hoặc là bây giờ mình chạy cái màu Mình chạy cái phủ Hàn Quốc chẳng hạn này Đó, thì chúng ta phủ Hàn Quốc này Nhìn nó cũng sẽ ra được cái chất Hàn Quốc hơn này Và cái bức ảnh của chúng ta nhìn nó sẽ hay hơn Nhìn nó sẽ đặc biệt hơn Đó, Đấy, hoặc là mình sẽ chạy thêm cái màu Mà mình rất là hay cân đối với ảnh cưới Thì mình hay dùng màu trong trẹo này Thì mình cân lại này, thì các bạn sẽ để ý thấy rằng là nó sẽ cái màu ấy nó sẽ cộng thêm một tôn nữa cái vùng ánh sáng trắng và cái vùng da và tổng thể cái vùng sáng tối nó sẽ căng thêm một lần nữa thì cái bức ảnh của chúng ta nhìn nó sẽ sạch hơn và khi mà chúng ta in ấn ấy, thì nhìn nó sẽ um, nhìn uh, khi mà chúng ta in ấn ấy, thì cái nước ảnh nó sẽ trong hơn ví dụ như màu tuyết trắng chẳng hạn rất là hợp với những cái nền đen này mình chạy thử cho các bạn xem nhé màu tuyết trắng này đó thì cái cái trang phục này với cái nền này đấy, cái ảnh này nó rất là sạch này đó, nó sẽ làm cho cái tấm hình của chúng ta nhìn nó sẽ rất là đẹp ví dụ như như này chẳng hạn này mình thấy toàn bộ rất là đẹp ok rồi nhưng mà mặt nó hơi bị tái tí này chúng ta có thể bôi lại này mình sẽ để khoảng opacity để khoảng năm mấy phần trăm thôi đó các bạn sẽ bôi này đó thì lúc này uh, lúc này cái phần uh, cái phần da của chúng ta cái phần da của cái ảnh này nó này, nó sẽ rất là ảnh của chúng ta nhìn nó sẽ rất là êm rất là sạch này đó hoặc là chúng ta có thể sử dụng thêm cái phần ví dụ như là à, về cái phần phủ ánh sáng chẳng hạn ví dụ như phủ halo sáng này thì nó cũng rất là hay đó à, ví dụ như cái tấm hình này chẳng hạn mình sẽ hướng dẫn các bạn phủ cái ánh sáng Hàn Quốc này đây là một cái phần cũng rất là hay nhá đó các bạn chọn đây và các bạn đây là cái phần bên dưới là cái phần làm mềm mạnh này cái này là mình à, tích hợp thêm vào trong cái phần à, cái phần phủ ánh sáng Hàn Quốc này các bạn có thể giảm cái phần mềm mạnh này xuống nhé bởi vì nó sẽ làm cái ảnh của chúng ta hơi mềm đó còn cái phần garden này thì các bạn có thể căn chỉnh cái độ tỏa này các bạn kéo lên nó tỏa mạnh này đó và các bạn muốn tỏa hết cả ảnh ấy, thì các bạn kéo lên và các bạn sẽ dùng bật hớt để bôi nhẹ lấy cái cái chủ thể còn nếu như mà các bạn muốn tỏa bên dưới thôi thì các bạn sẽ giảm xuống như này đó nó sẽ có hai cách tỏa đó đây và các bạn sẽ giảm xuống như này này đấy và bây giờ các bạn muốn lấy lại mặt đấy thì các bạn có thể dùng bật hớt này các bạn để khoảng 20% thôi các bạn lấy nhẹ ở trên mặt này đó À, và các bạn sau khi các bạn xử lý xong như này thì các bạn có thể thêm chữ vào này. Thì nhìn nó sẽ uh, nhìn nó sẽ hay hơn, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Ví dụ như này chẳng hạn này. Đó, mình sẽ để uh, Ctrl U lên và mình sẽ cho chữ màu xám một tí này, ví dụ như này. Đó, thì cái sản phẩm của chúng ta nhìn nó sẽ bắt mắt hơn, để mà đăng Facebook hoặc là in ấn này, thì nhìn nó sẽ uh, nhìn nó sẽ đẹp hơn và nhìn nó sẽ ok hơn. Đó các bạn xem thử trước với sau này. Đó trước này và sau khi mà mình xử lý này. Rất là tuyệt vời đúng không? và sẽ còn rất là nhiều cái ứng dụng mình sẽ có chia sẻ thêm cho các bạn ở trong những buổi livestream ấy nhưng mà các bạn lưu ý nhá đó chúng ta phải về tốt chúng ta phải fix chúng ta phải cân đối cho nó thật là đẹp và chúng ta sẽ phụ thêm một cái lớp này vào lúc vào cái khâu cuối cùng đó để chúng ta in ấn hoặc là chúng ta để đăng facebook nó để tạo ra cái sản phẩm nó tuyệt vời nhất đấy chính là toàn bộ những cái bí mật và những cái bí quyết khi mà mình blend màu để tạo ra những cái ánh sáng và màu sắc và khối ra làm sao cho nó được sạch cho nó được đẹp nhất và hẹn gặp các bạn ở trong những cái video tiếp theo mình chia sẻ cho các bạn tiếp về những cái chủ đề những cái chức năng của panel tmx